Thôi và chúng tôi khi mà chúng tôi dựa trên cái test này để chúng tôi có đo siêu vi. Và khi chúng tôi phân tích thì chúng tôi sử dụng cái hóa chất lần này chúng tôi sử dụng là VAC PAC thì như đồ thị các anh chị thấy là khi nó đến mức 500 mg thì đây coi như là giới hạn đó và nó không có làm cho siêu vi giảm xuống nữa. Như quý vị thấy như chúng ta đều suy nghĩ rằng là chúng ta thà giết lòng còn hơn bỏ sốt, thế là chúng ta cho nhiều hóa chất vào và chúng ta cảm thấy như vậy chúng ta sẽ an tâm, nhưng mà thực ra ở đây như chị thấy rằng dù là 500 mg/lít hay là các 4 lần như vậy chúng ta cho vào các 4 lần là 2000 mg/lít thì kết quả ở đây như siêu vi vẫn là như vậy, vẫn còn dao động ở khoảng này. Nghĩa là dù chúng ta cho hàm lượng cấp 4 lần vào, nghĩa là giá tiền cũng cấp 4 vào, chi phí cấp 4 vào, tuy nhiên hiệu quả cũng không thay đổi mấy. Và thêm vào nữa, VAC là nó có tính acid. Chính vì vậy khi mà chúng ta bỏ nhiều vào, cho nhiều vào thì làm cho cái nồng độ axit nó cao lên, nồng độ axit cao lên thì pH nó giảm xuống đúng không ạ? Cuối cùng là chúng ta lại phải cho thêm sút vào để điều hòa. Thì chính vì những cái việc như vậy chúng ta đây là những cái lãng phí không đáng. Thì chúng ta thấy rằng là hóa chất thì chúng ta nghĩ là mỗi lần chúng ta sử dụng ít thì hàng ngày mỗi ngày thì nó sử dụng bao nhiêu tiền không đáng, nhưng mà chúng ta cứ dồn lại theo một tuần, một tháng, một năm, ba năm, năm năm, bảy năm, mười năm thì cái chi phí bỏ ra chắc chắn không hề nhỏ.